Thì hôm nay là em Khương có một cái món hời cho các bác này. Chiếc xe này thì em cũng chia sẻ thật là của anh em. Em mua được của anh em là cắt lỗ. Anh em để cũng lâu rồi, cũng phải gần một năm rồi. Vừa đi vừa ước và cũng chưa bán được. Thế là hôm nay là biết được em Khương là hay chuyên bán những cái dòng này. Và hôm trước là em bán được mấy con Audi Q5. Anh em là bảo là thôi là Khương bê về cho anh, nhưng mà đầu tiên là bảo thôi cái giá mà anh mua năm ngoái, thời điểm này năm ngoái là 480, thì em bảo ôi rồi ôi anh ơi, 480 thì em mua làm sao được. Bảo không, đấy là cái giá anh mua, còn là anh sẽ cắt lỗ cho em đấy, 100 đấy thì thôi cũng bán giúp anh, mua bán giúp anh. Vâng, thì hôm nay nhá, thì là anh em đã cắt lỗ rồi thì là em sẽ em mua cũng tới giá là em cũng để cho các bác nhà mình cái giá mà rất là yêu thôi các bác nhé, mà cái giá mà không ở đâu có đâu để bán cho các bác. Đấy, con này của em là Audi Q5 này các bác nhé, Audi Q5 và bản full này. Đó, bản full này chưa tới 400 triệu là các bác đã sở hữu được em Audi Q5 phiên bản hai cầu, động cơ 2.0 tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé, động cơ 2.0 turbo tăng áp. Đấy, con này bản full các bác nhé, bản full thì là nó là bản full bản Mỹ thì nó có cửa sổ trời Paloma toàn cảnh đây các bác nhé, cửa sổ trời Paloma toàn cảnh. Đó, rồi là nói chung là cái con Audi Q5 này nếu mà bác nào đã chạy rồi thì sẽ rất là thích luôn. Đấy, và đặc biệt là con này là được cắt lỗ cho nên là em mua về là em cũng bán cho bác nhà mình để bác nào mà hữu duyên mà xem được các bác nhé. Riêng em thì quan điểm là những chiếc xe mà em mua đổi được của khách hàng này, đấy là bao giờ là em đổi là em cũng tính các bác cái mức giá mà em đổi thôi, tính đến lúc đó gần như giá nhập thôi các bác nhá. Đấy, và những chiếc xe nhiều khi đôi khi thôi, thi thoảng họa hoàn em mua được những chiếc xe mà anh em mà để lâu không bán được, đấy, muốn đổi vía thì bán đi mua con khác, đấy, thì là em mua của anh em cắt lỗ, đấy, thì là các bác em sẽ để cho các bác nhà mình cái giá mà như lúc em mua thôi các bác nhé. Đấy, thì là chiếc xe Audi Q5 này em khẳng định luôn, nếu mà các bác mua là một cái mức giá mà các bác sẽ được hưởng một cái mức giá cực tốt rồi, ở thị trường không có các bác nhé, thị trường không có. Nếu mà để nói mà Audi Q5 đấy, mà đời 2010 các bác nhé, 2010 lăn bánh 2011 mà cái giá mà 370 triệu các bác nhé, 370 triệu thì thực sự các bác là thị trường là không có rồi các bác ạ. Đấy, không có. Đấy, và ngày hôm nay đấy thì là em cũng để cho các bác đấy, cái mức giá đó thôi các bác nhá. Đấy, mức giá đó. Còn con này thì xe rất là đẹp, tất cả là được cậu ấy đi cho nên là cậu ấy bảo dưỡng bảo trì chăm chút. Đấy, vừa làm rất là nhiều những cái mà đẹp cần thiết các bác nhá. Đấy. Ở đây em quay nói chung là form dáng và thân vỏ thì không phải nghĩ rồi các bác nhé. Xe con này thì không có đâm va tai nạn, không ngập nước gì các bác nhé. Máy móc thì êm ngon, số yếc mượt mà. Form dáng Audi Q5 thì cũng không chê của nó rồi các bác ạ. Form dáng nó có thể nói là nó, đây các bác nhìn là các bác biết đấy, cái form dáng của nó mặc dù 2010 đấy, nhưng các bác nhìn cái form của nó không hề bị cổ tí nào đúng không ạ, không hề bị cổ tí nào. Đấy, nó nhìn nó la lá như những con GLC mà 2016 vậy. Đấy, bởi vì sao lên Audi Q5 là các bác rất là chuộng vì vậy. Em về chiếc nào là em bán luôn chiếc đấy. Tại vì là những cái mẫu Audi Q5 này bác nào đã đi rồi thì mới biết, chạy nó rất là hay luôn. Nó êm, nó mượt. Và trong cái tầm giá xe sang gầm cao thì là để mở một mẫu xe mà vừa tiền thì con Audi Q5 này nó là thấp nhất luôn các bác ạ. Audi Q5 nó là thấp nhất luôn. Đấy, giá tốt và đi lại sướng, đi êm, đi mượt, đi ngọt các bác nhá. Đấy. Con này là Audi Q5 nhá các bác nhá. 2010 nhưng mà nó đã có đây các bác này, phanh tay điện tử này các bác này. Đã phanh tay điện tử. Đấy, có hết rồi các bác nhá. Đấy, rồi là đấy, đời này đã có phanh tay điện tử rồi. Đấy, và rất là nhiều những cái tính năng mà hiện đại mà những chiếc xe mà bây giờ mới có các bác ạ, cũng vẫn vậy. Đấy, hệ thống thì chữ danh Quattro của Audi. Đấy, hệ thống chữ danh nổi tiếng luôn đấy các bác ạ. Và đây các bác nhé,
Cái đời này 2010 thì Audi sản xuất ra xe thì có cửa sổ trời Paloma toàn cảnh. Đấy, nhưng mà đến bắt đầu từ đời 2013 trở đi là Audi không sản xuất cái cửa sổ trời nữa rồi. Đấy. Đấy, nên là bác nào mà thích cái tính năng mà cửa sổ trời đấy thì là con này là có cả cửa sổ trời luôn. Đấy. Còn xe em khẳng định luôn là xe tươi các bác nhé, xe tươi luôn. Và cái cậu em này của em cậu đi thì là lốp biết là mới thay các bác nhé. Đây các bác nhìn này, các bác có thể nhìn lốp này rất là dày đúng không ạ, vẫn còn nguyên dầu này. Đấy, lốp là mới thay luôn. Đấy, bảo dưỡng là cậu bảo dưỡng full hết rồi. Đấy, bảo dưỡng full cũng mấy chục triệu ấy các bác ạ. Đấy, mấy chục triệu luôn, nên bác nào mua là về là cũng chỉ đi thôi. Đấy, và lốp này, lốp Michelin rồi này các bác này. Đấy, một dàn luôn các bác nhá, cậu thay một dàn luôn rồi. Đấy, thay một dàn luôn hết rồi. Đấy, một dàn lốp Michelin. Đấy, một dàn luôn các bác nhá. Con này nó là màu ghi xám, màu này rất là khỏe đây các bác. Xe rất là tươi các bác nhé. Từ những cái mà đây các bác có thể nhìn đây những cái lẹp mạ chrome của nó này vẫn rất là sáng đẹp các bác nhé. Nói chung con xe này đều đẹp. Đấy. Này các bác này, đèn này các bác này rất là mới luôn các bác nhé. Nói chung con xe rất là tươi luôn. Đèn này các bác nhìn này, rất là mới. Đèn rất mới luôn. Đấy là đèn bên này cũng thế các bác nhé. Con xe nó đẹp thì nó sẽ đẹp đều. Đây. Đèn đóm này. Phần vỏ tươi, nội thất đẹp. Form dáng Audi Q5 thì không phải nghĩ rồi các bác nhé. Các bác bảo cái tầm tiền mà hơn 300 triệu. Các bác chơi con Audi Q5 này thì là nó là quá là chất rồi. Và khẳng định các bác luôn, em bán là rẻ nhất Việt Nam, không đâu có các bác nhé. Còn con này thì em sẽ bán giá này là trong vòng là chỉ có 2 hôm thôi các bác nhé. Bán giá này trong vòng chỉ có 2 hôm. Đấy. Chỉ có 2 hôm thôi. Bác nào hữu duyên, các bác có duyên các bác mua thì em sẽ để cho bác cái giá đó. Còn xin thưa các bác là nếu mà sau 2 hôm đấy là em sẽ bán cái giá khác đấy ạ. Đồ khô này, các bác nhìn này, xe rất là tươi luôn, đèn đóm rất là mới, đèn đóm rất mới luôn. Các bác bảo một cái xe đời 2010 mà nó còn như này thì nó quá là đẹp rồi. Các bác nhìn từ cái nước sơn này, bên trong lòng trong này, nó bóng như mới luôn. Các bác nhìn này, nước sơn này, bên trong lòng trong này. Ốc ác này không khác gì mới các bác nhé, không khác gì mới. Một dàn lốp Michelin. Các bác mua được những con xe như này là quá là sướng luôn này. Lốp này một dàn luôn này. Đấy. Đọc cái dàn lốp đó gần 20 triệu rồi các bác ạ. Đấy. Nước sơn này các bác nhìn này, các bác nào yêu xe chắc nhìn này các bác mê luôn. Đấy. Là biết được cái xe nó đẹp như nào luôn các bác nhá. Tem mác tất cả các cái lúc đầu như thế nào thì bây giờ vẫn là vậy. Tem mác này. Audi thì thường nó sẽ có cái tem ở đây nữa. Tem ở đây nữa này, có xe thì dán ở đây. Có xe thì dán ở chỗ khác. Một dàn lốp luôn các bác nhá. Quá rẻ các bác ạ, quá rẻ luôn, đẹp, bản full các bác nhá. À, em bật cái cốp lên là cốp kia các bác nhá. Xe này rất là tươi. Bác nào mà đang thích Audi Q5, các bác chơi con này cho em thì nó là chấm hết luôn rồi các bác ạ. Vừa tiền, quá đẹp luôn. Đấy. Các bác mua là không ở đâu có luôn, nói thật với các bác, không ở đâu có đâu. Một cái xe nó đẹp như này mà cái giá như này đâu các bác ạ. Đây các bác này.
các chi tiết lỉ liếc rất là đẹp các bác nhé. Cái xe đẹp rất là đều này, lỉ liếc này, lỉ liếc này rất mới đẹp, sáng sủa. Xe nó tươi xe các bác, xe rất là tươi. Các chi tiết keo chỉ các cái. Và nói cái lớp sơn của này rất là đẹp các bác ạ. Lớp sơn bên trong nó rất là đẹp, bên trong bên ngoài như một luôn. Các chi tiết vân niếc, vân gỗ, vân niếc rồi là những cái chi tiết nút khóa, nút niếc đều rất là đẹp. Da niếc mới. Ghế ghế thì nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Ghế ghế này các bác nhìn này, xuất sắc luôn. Các cái lề ghế của nó này, các cái chi tiết này, đây đó này, các chi tiết này. Nét càng luôn. Nói chung là một chiếc xe cũ mà các bác bảo hơn chục năm tuổi rồi mà họ còn giữ được như này thì là quá là ok luôn rồi các bác nhé. Quá là ok đây các bác này. Các nút các phím này nó đẹp như này mà. Đây, các bác này. Các chi tiết này. Bên này này. Xe rất mới luôn. Lòng trong ốc ác này các bác này. Xe rất là tươi các bác nhé. Rất tươi luôn. Từ những cái phần lỉ bên trong ở bên ngoài, ghế yếc đều rất đẹp. Lét căng luôn. Chung là lét căng luôn các bác nhé. Các chi tiết này bóng dáng luôn. Nội thất các bác nhìn con này các bác mê luôn. Còn như thế này cơ mà. Các cái đẹp cái ghét đây các bác này. Con này là loa ban các bác nhé. Rất là hiếm cái xe mà cái bản loa ban này. Loa ban nghe rất là hay. Loa ban nghe nó hay, nó sâu như một giảm hát di động vậy. Và bà nghe rất là hay luôn. Vô lăng của yết rất đẹp. Vô lăng đẹp mới các bác nhé. Cáp lồ, cáp yết mới. Trần chiếc đẹp. Nói chung là từ những cái khe, cái kẽ các bác nhé. Các bác nhìn nó đều thể hiện cái xe nó rất là tươi xe. Từ khe kẽ. Audi Q5 thì trên thị trường nó rất là ít đấy các bác ạ. Có ít lắm, ít người bán. Tại vì đã mua rồi, trừ khi là các bác ấy nâng cấp lên thôi. Chứ còn các bác đã mua rồi, các bác ít khi bán lắm. Đặc trưng của Audi thật ra là em chỉ thấy nó có mỗi cái. Đấy là cái nhược điểm của Audi kể cả của nhà sản xuất rồi. Nó đều vậy. Thường thường thì nó hơi ăn dầu một chút thôi. Đấy, cái đó thì nó cũng là đặc trưng rồi, cũng không quan trọng lắm. Đây các bác này. Còn đi Audi rất là sướng, mềm mại. Đi thích mềm mại. Mượt. Bảo form dáng thì đẹp. Ghế cái chung là xe nó tươi các bác, xe rất là tươi luôn. Da này rất là mới các bác. Nội thất của này đẹp lắm. Thế này các bác này. Máy móc êm ru luôn. Con này máy móc cực êm luôn. Cho các bác xem cái máy này. Tất cả các chi tiết các bác nhé.
xe rất là đẹp. Đây, các bác này, thảm lịch, thảm miết, các chi tiết máy móc. Đây, các bác nhé, đèn đóm đẹp, máy móc đẹp tươi. Đây, các bác này, cụm phanh cụ rác này, các cái rằng cái rác của nó đây. Đây, máy này cho các bác xem này. Đấy, các chi tiết máy này rất là sáng luôn. Máy con này không có ngấm dầu mỡ gì đâu các bác nhé. Nói chung là cái xe này cậu em cậu ấy mua cậu đi, nên là cũng rất là chịu khó chăm chút bảo dưỡng, nên là con này các bác mua thì rất là ok luôn rồi. Đấy, nói chung là một chiếc xe sang 2010, nhưng mà bây giờ mà cái xe nó còn tươi còn đẹp mà bảo dưỡng hết rồi thì là các bác mua là cũng khá là yên tâm rồi các bác nhé. Đấy, và thì bác nào quan tâm yêu thích thì alo cho em sớm các bác nhé. Các bác alo cho em sớm theo số hotline 0833 1199 các bác nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác ạ.